Mình xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn ghép ảnh và video sử dụng app app CapCut nhé các bạn nhé. Thì video trước mình hướng dẫn các bạn làm cái video tỏ tình ấy, lén mặt trời đó các bạn. Mình sử dụng app KineMaster. Thì cái video đó mình hướng dẫn thì các bạn bình luận là khó làm quá. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển sang một cái app mới, app CapCut. Nó dễ hơn các bạn ạ. Nhưng mà chủ yếu là khó ở cái lúc các bạn đi quay. Thì đối với cái sử dụng cái app này thì các bạn đi quay, các bạn chọn cho mình cái lèn trời nhé các bạn nhé. Nó có nhiều mây trắng. Càng nhiều mây trắng càng tốt các bạn nhé. Sử dụng càng nhiều mây trắng thì ghép ảnh nó sẽ ra nét. Còn có một chút có mây xanh cũng ghép được thôi, nhưng mà nó sẽ không nét bằng khi các bạn quay mà có nhiều mây trắng. Ok, đối với cái app này thì các bạn chỉ cần theo dõi một chút. Các bạn quay video ok, các bạn theo dõi mình một chút và các bạn để ý một chút thì các đập đập mặt trời ấy. Thì mình đã có một video hướng dẫn rồi nhé. Rồi ok, đối với cái app này ở đoạn cuối này có chữ ending này. Logo ấy, các bạn nháy vào chữ ending, các bạn nháy vào đen te, các bạn xóa đi. Đó. Ưu điểm của nó là các bạn xóa được cái logo của app này rất dễ. Các bạn sử dụng nó tất cả hiệu ứng miễn phí luôn. Cái app này chắc nó mới ra cho nên nó câu khách thế nào nó không. Rồi. Ok. Đối với những bạn nào đang xem video của mình nhá, các bạn để ý phần mô tả video đó, mũi tên mình đang chỉ ấy. Các bạn nháy vào cái hình tam giác nhỏ nhỏ ấy. Đó là phần mô tả video nhá. Các bạn nháy vào đó, các bạn kéo xuống dưới. Mình để một cái đường link video hướng dẫn cách tải KineMaster cho máy Android và cách làm video tỏ tình trên điện thoại ấy. Các bạn xem cái video cách làm video tỏ tình trên điện thoại để các bạn biết cách ghép trái tim như nào và biết cách mà ghép cái mặt trời vào như nào nhé. Sau khi ghép xong thì các bạn xuất cái video đó ra và sử dụng app CapCut như vừa rồi ạ. Đó, mình để cả đường link Facebook ở dưới, các bạn cần thì liên hệ với mình nha. Ok, các bạn đừng quên bấm đăng ký và bật chuông thông báo ở ngay bên cạnh nhé để nhận được những video hướng dẫn mới nhất của mình. Rồi quay trở lại app CapCut. Đó, sau khi các bạn mà đã sử dụng và biết cách ghép cái trái tim và ghép cái bầu trời xong. À, ghép cái mặt trời xong thì các bạn sử dụng app CapCut này. Rồi. Đó, mũi tên mình chỉ đó, đó là cái chỗ mây trắng. Các bạn rất phải để ý cho mình. Các bạn quay video mà có nhiều mây trắng như này thì các bạn ghép sẽ chắc chắn là sẽ lét. Rồi các bạn, sau đây mình hướng dẫn các bạn là ghép ảnh
Đó, các bạn chọn ra đến cái đoạn nào cần ghép ảnh thì các bạn nháy vào chữ overlay cho mình. Đó, đoạn này cần hiện ra ảnh. Mình sẽ các bạn nháy vào dấu cộng. Rồi, các bạn chuyển sang phần photo cho mình. Đó, phần chọn ảnh. Bên kia là video, bên này chọn ảnh. Ở đây có rất nhiều ảnh mình chụp màn hình các bạn. Ảnh chụp màn hình mình làm hộ các bạn trên TikTok á. Mình chụp ảnh đại diện ở trên TikTok của các bạn ấy. Các bạn nhắn làm hộ mình chụp. Mình sẽ lấy ảnh của một bạn nữ này. Nét nét. Rồi các bạn chọn nhé, chị ADD. Rồi, các bạn zoom to lên cho mình nhé. Các bạn kéo lên trên để nó sẽ hiện ra cái đoạn khoảng bầu trời ấy, khoảng lên trời ấy. Các bạn kéo cái ảnh này đến hết video cho mình nha. Các bạn lưu ý là kéo cho nó bằng video bên trên đấy nhé. Chứ nếu các bạn kéo quá thì lát nữa video các bạn xuất ra thì nó sẽ đen đen thế này này. Đó. Các bạn bắt buộc phải. Mình nhé, mình hướng dẫn rất chi tiết rồi nhé. Rồi, các bạn chỉ việc ấn nút xuất ra ở trên cùng bên phải mũi tên ấy, để lưu video về máy cho các bạn là xong rồi nhé. Mình chúc các bạn thành công nhé. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của mình. Có gì thắc mắc các bạn để lại bình luận cho mình, hoặc các bạn có thể liên hệ với mình qua Facebook Nguyễn Ngà, mình để đường link ở phần mô tả rồi nhé. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.